Đêm giao lưu nghĩa tình đồng đội là chương trình nghệ thuật được các đơn vị quân khu 9 tổ chức sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện tân binh. Đây là một trong những hoạt động nhằm xây dựng tinh thần đoàn kết cho bộ đội và đồng thời vận động quyên góp giúp đỡ các chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy, nghĩa tình đồng đội đã trở thành một nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 9, khi mỗi chương trình luôn đầy ắp tiếng cười, sự sẻ chia xuất phát từ tình cảm thiêng liêng đồng chí và đồng đội. Chiến sĩ Đồng Hiếu Mạnh, quê ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, là một trong những thanh niên nhập ngũ tại sư đoàn 330 có hoàn cảnh khó khăn. Cha mất sớm, mẹ sức khỏe yếu nên năm chị em Mạnh đều phải nghỉ học đi bán vé số. Năm 2020, Mạnh tình nguyện lên đường nhập ngũ và chính môi trường quân đội đã giúp anh trưởng thành hơn cũng như nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía đơn vị. Em rất cảm động và cảm ơn hội trưởng và chính quyền địa phương quan tâm và giúp đỡ em. Cảm ơn toàn bộ các đồng chí đã ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, phấn đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua khảo sát hàng năm, số lượng thanh niên nhập ngũ ở quân khu 9 có nhiều trường hợp gia đình rất khó khăn. Do vậy, nguồn kinh phí vận động được trong đêm giao lưu nghĩa tình đồng đội đã giải quyết cơ bản một phần khó khăn cho các trường hợp này. Sống trong môi trường tập thể thì mọi người đều vì nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó thì cũng có gia đình khó khăn thì em cũng chích một phần tiền phụ cấp của mình. Tiền đó không đáng là bao nhiêu nhưng mà cũng giúp đỡ cho hoàn cảnh với đồng đội mình một phần nào đó trong cuộc sống. Đơn vị sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện, đặc biệt là về cái tinh thần để cho anh em hoàn thành nhiệm vụ. Nếu những đồng chí nào khó khăn đột xuất thì đơn vị sẽ tiếp tục là tổ chức là vận động quyên góp để giúp cho anh em là có được những cái khoản tiền để khắc phục được cái khó khăn trong gia đình. Chỉ tính riêng ở sư đoàn 330 đã vận động được hơn 400 triệu đồng. Đây không chỉ là món quà có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao để các chiến sĩ mới thêm an tâm tư tưởng, gắn bó, yêu mến đơn vị. Các tiết mục nghệ thuật cũng mang lại cho các chiến sĩ mới nhiều cảm xúc, giúp họ trân trọng hơn tình đồng chí, đồng đội. Đêm giao lưu nghĩa tình đồng đội sẽ là một dấu ấn khó quên đối với những tân binh thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9. Bên cạnh đó thì hoạt động quyên góp giúp đỡ chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần chia sẻ với những thiếu thốn của đồng đội mà còn giáo dục cho cán bộ chiến sĩ tinh thần tương thân tương ái, tình đoàn kết gắn bó keo sơn, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.